Ai muốn đẹp, ai muốn đẹp từ mắt, mũi, ngực cho đến toàn thân, hãy đến với bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng. Khéo tai 18 năm kinh nghiệm sẽ làm cho quý vị hài lòng. Đặc biệt, ai muốn đẹp, bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng cũng là bác sĩ mà quý bà, quý cô tin tưởng để được đẹp ai. Văn phòng bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng, 18080 Beach Boulevard, Suite 105, Huntington Beach, California, 92648, 714-375-0333. Cảm ơn quý khán giả trở lại chương trình Trẻ Khỏe Và Đẹp Mãi với tôi, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận. Một lần nữa, xin kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng nhân dịp xuân về. Cho tôi tiếp tục về cái đề tài giải phẫu mí mắt và nói về mí mắt dưới, thưa quý khán giả. Sau khi trình bày xong, nếu quý khán giả còn thắc mắc, quý khán giả có thể liên lạc với văn phòng tôi. Số điện thoại dễ nhớ đó là 1800 đẹp thêm, tức là 1800-337-8436, và chương trình này cũng được sự bảo trợ của bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh DDS. Số điện thoại 714-638-7940. Nói về mí mắt dưới thì nó hơi khác mí mắt trên một chút, mà cái cách tôi dùng để cho giải thích cho bệnh nhân là về cái đề tài xì với lại sệ. Thưa quý khán giả, hồi trước người ta cái suy nghĩ của cái mặt mà nó bắt đầu nó già đi đó là cái da của cái mặt nó bắt đầu nó sệ xuống. Nhưng mà bây giờ người ta hiểu rõ là trước khi cái da nó sệ xuống thì thường thường cái volume hay cái đầy của cái mặt nó bắt đầu nó xì vào, thì lúc đó nó mới sệ xuống. Nên nếu mà mình muốn làm cho cái mặt của mình, cái mắt của mình cảm thấy trẻ hơn, đẹp hơn á, thì mình phải giải quyết cái vấn đề sệ với lại giải quyết cái vấn đề xì. Thí dụ nói về mí mắt dưới đi, thưa quý khán giả, nếu mà quý vị nhìn đây, quý vị thấy là cái mí mắt dưới của cô này đó, thì người ta có cái chỗ mà nó hơi tối, nó có một cái quầng, nó hơi lõm, và ở trên cái chỗ lõm thì nó có cái chỗ lồi, nhưng mà dưới cái chỗ lõm nó cũng chỗ lồi luôn. Lý do tại vì cái vùng này hồi trước trẻ tuổi đó thì nó đầy đủ, nhưng nó có mỡ làm cho chỗ nó đầy thẳng, nhưng mà bây giờ càng lớn tuổi đó thì cái mỡ ngay chỗ đó nó bắt đầu nó teo lại, với lại cái da nó bắt đầu nó sẽ xuống, và lúc mà cái da nó sẽ xuống thì cái mỡ nó cũng đi theo, nên cái chỗ mép môi thường thường nó bắt đầu nó hiện ra rõ hơn. Xong ở trên cái mép môi thì nó hơi đầy, ở dưới cái chỗ quầng này hay là hơi lõm, ở trên lại nó lồi, nên có chỗ nó lồi lõm. Lý do tại vì cái má nó bắt đầu, cái mặt nó bắt đầu nó mất cái sự đầy của nó, cái volume của nó, thì nó bắt đầu nó xì vào, xong cái da nó sẽ xuống. Muốn giải quyết cái này đó, làm cho cái mí mắt dưới nó thẳng hơn đó, cái suy nghĩ hồi trước đó là cái vấn đề là nhiều mỡ quá, nên người ta hay lấy cái mỡ lấy nó đi, bỏ đi chứ không có giữ lại. Thì lúc mà lấy cái mỡ chỗ mà nó đầy đi đó, thì cái chỗ nó sẽ lõm vào, nó xẹp xuống và nó sẽ bằng cái chỗ sâu, nên ta thấy nó thẳng, ta thấy nó đẹp hơn. Nhưng bây giờ mình hiểu là lúc lớn tuổi cái má của mình, cái mắt của mình nó bắt đầu nó xì, nó sệ, thì muốn cho nó đẹp bây giờ đó, người ta để dành cái mỡ cho đừng có làm cho nó xì hay là xẹp nhiều hơn nữa, để dành cái mỡ và giúp cái dùng cái mỡ là giúp cho cái chỗ mà nó lõm nó đầy hơn. Nên cái cách tôi dùng bây giờ cho giải quyết cái mí mắt dưới là tôi không có lấy cái mỡ vứt đi, nhưng mà tôi lấy cái mỡ để dành, tôi xích nó xuống vào cái chỗ mà nó thiếu, làm chỗ nó lõm đầy hơn, làm chỗ lồi xẹp hơn, thì hai cái chỗ nó sẽ bằng nhau, và lúc ánh sáng flash chiếu vào, thưa quý khán giả, nó không có cái chỗ tối và sáng, không có cái shadow effect. Mí mắt trên á, thì cái mỡ nó cũng teo đi một chút, nhưng mà cái trên này nó lại xì sẽ nhiều hơn, thưa quý khán giả. Nói về mí mắt trên, cho quý vị coi hình trước khi và sau khi cho quý vị để ý sự khác biệt nhất. Nói về mí mắt trên của cô này, trước khi giải phẫu, quý vị thấy là da người ta sụp xuống nên nó che cái lằn hai mí sẵn của cô. Nên cái trường hợp này đó là giải phẫu mí mắt trên đó, người ta giải phẫu để cho lấy cái da dư đi thôi, chứ không có lấy cái mỡ nhiều. Còn mí mắt dưới này đó, quý vị thấy là nó thẳng hơn, nó không có chỗ tối sáng nhiều và không có chỗ lồi lõm nhiều, nên nó thẳng hơn, thấy đẹp hơn. Một lý do là tại cái ánh sáng nó hơi khác, quý vị thấy cái tấm hình trước khi thường thường cái ánh sáng này nó đi từ trên xuống nên thấy có chỗ sáng tối.
Còn cái này tôi cảm thấy là cái ánh sáng nó đi từ ở phía trước nhiều hơn nên hai bên nó sáng bằng nhau hơn nên mình thấy thẳng hơn. Với lại là người ta có giải phẫu rồi. Nhìn cái hình này, quý vị thấy trước khi sau khi cái vùng mỡ mà làm cho bụp nó nằm ở trên cái vùng thiếu mỡ mà lõm. Tôi làm thì tôi lấy cái mỡ đó, tôi xích nó xuống vào cái chỗ lõm để cho nó đầy hơn, giảm cái chỗ lồi để cho nó xẹp xuống, xong rồi lấy bớt cái da dư đi. À, cái thẹo mà giải phẫu mí mắt dưới thường thường mình giấu nó ngay dưới cái lông mi. À, nhìn đây thì quý vị không có thấy rõ lắm. À, nhìn đây cái hình của người bệnh nhân này trước khi sau khi quý vị để ý cái quầng sâu, xong ở trên nó có cái mỡ bụp. À, muốn làm cho nó thẳng hơn thì tôi làm tôi lấy cái mỡ để nhét vào cái chỗ sâu làm cho nó đầy hơn, tôi giảm bớt cái chỗ lồi cho nó xẹp xuống để cho nó thẳng hơn. Người nào mà đây là bệnh nhân của tôi, quý vị thấy trước khi giải phẫu nếu mà mình để ý mình thấy có cái quầng nó có cái bọc mỡ, và cái cách tôi làm tôi lấy cái mỡ thì nhét vào cái chỗ thiếu. Mà nếu mà quý vị nhìn kỹ thì quý vị thấy là lúc mà nó đang lành á thì cái thẹo nó dễ để ý, nó đỏ là hồng hồng, nhưng mà từ từ nó sẽ mờ đi. Đây là cái hình mà không có flash thì quý vị sẽ thấy rõ hơn cái chỗ sáng chỗ tối và chỗ lồi chỗ lõm, mà lúc giải phẫu xong cái quầng á nó bớt đi, nó không có sâu bằng trước khi, và cái chỗ lồi đó nó bớt đi, nó không có lồi bằng trước khi, và cái chỗ thẹo nó nằm sát cái dưới cái lông mi. Đây là người bệnh nhân trước khi giải phẫu, sau khi giải phẫu mà mổ mí mắt trên với lại mí mắt dưới. Quý vị nhìn trước khi nó có đầy mỡ, đầy da, nó sụp xuống, nó che cái lằn hai mí đi. Nhìn đây thấy các cái quầng sâu và nó lõm nên nó tối lúc mà mình có ánh sáng. Đây là tôi lấy mỡ thì xích nó xuống làm cho nó đầy cái chỗ đó. Lúc mà chụp không có flash, thưa quý khán giả thấy rõ hơn là cái này cái quầng sâu đó không có dài bằng trước khi, đây là sau khi nè. Và đây á, cái quầng sâu nó được làm mờ đi, thấy nó đẹp hơn. Người nào mà đã giải phẫu rồi, lấy mỡ vứt đi rồi mà cảm thấy cái mắt nó quầng sâu lại thì tới tôi giải thích cho bệnh nhân là tôi có thể giúp được, nhưng mà nó hơi khó hơn. Lý do là tại vì tôi không biết là hồi trước người ta sửa, người ta lấy mỡ dư đi nhiều hay là ít. Tại vì sao? Tại vì nếu mà không có còn mỡ dư là cho tôi dùng thì tôi không có nhét nó vào cái chỗ thiếu để giúp cho chỗ lõm nó đầy hơn, nên có thể nó chỉ bớt thôi thay vì nó hết. Đây là cho quý vị thấy trước khi sau khi hình chụp có flash không có flash, hình chụp có flash thì nó sáng đều hơn, hình chụp không có flash thì nó có chỗ sáng chỗ tối. Nhưng mà không chụp flash là thưa quý khán giả lúc mình chụp đó cái lúc nó không có rõ lắm, nó hơi mờ. Đây quý vị coi, đây là sau khi giải phẫu lúc mà mình rút chỉ là khoảng 1 tuần sau đó thì nhìn có flash thì mình thấy là nó có sưng một chút thôi, bầm một chút thôi. Đây quý vị thấy là lúc mà 1 tháng cái chỗ mà nó sâu bây giờ nó đầy hơn. Một lý do nó đầy hơn tại vì nó sưng, một lý do nó đầy hơn tại vì mình xích cái mỡ dư xuống dưới đó. Nhưng mà mình sau thời gian mình mới biết kết quả là vừa ý không. Đây là 3 tháng sau khi giải phẫu, quý vị thấy là cái bên trái đó thì được giải quyết nhiều hơn, bên phải đó, xin lỗi, bên phải thì giải quyết nhiều hơn, bên trái của người bệnh nhân thì cái lõm nó vẫn còn. Lý do tại vì cái mỡ hồi trước người ta lấy đi nhiều quá, nó không còn dư nữa cho tôi dùng. Nên tóm tắt lại, sửa mí mắt dưới nó khác mí mắt trên. Mí mắt dưới thì mình để dành cái mỡ giúp cho cái chỗ lõm nó đầy hơn. Mí mắt trên nếu mà nó bụp sụp nhiều thì mình sẽ lấy nó đi để cho cái lằn hai mí nó sâu hơn. Mà giải phẫu mí mắt trên với mí mắt dưới, thường thường tôi hay nói bệnh nhân sự sắc đẹp đâu phải tại mình cần, chỉ có mình muốn hay không. Nếu mà mình muốn thì lấy thời gian đi tham khảo vài người bệnh nhân, vài người bác sĩ cho đầy đủ chi tiết, xong sau đó quyết định làm thật hay không, và tin tưởng ai và cho ai phép làm. Lúc tới tôi muốn hiểu cái ý muốn của người bệnh nhân, muốn sửa như sao để cho được cái kết quả như sao, và sau đó tôi mới giải thích và sau đó mới trả lời câu hỏi là làm được hay không, có đáng làm hay không, có đẹp thêm hay không, có an toàn hay không.
Nếu mà làm được, đáng làm, đẹp thêm, an toàn, rồi lúc đó tôi mới bằng lòng giải phẫu. Có lúc bệnh nhân tới mà tôi thấy nó đẹp rồi, tôi cũng từ chối. Có lúc bệnh nhân mà tới mà tôi thấy tôi không giúp được, tôi cũng từ chối. Nên lúc mà tới văn phòng cho tôi tham khảo trực tiếp thì tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ ý kiến là đường nào là tốt nhất cho người bệnh nhân đó. Tôi cảm ơn quý khán giả. Tôi chúc quý khán giả một buổi chiều vui vẻ với gia đình, một ngày mai nhiều may mắn và thành công, một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe tốt, nhiều hạnh phúc và nhiều thành công. Tôi cảm ơn.